hôm nay Chun sẽ giới thiệu cho anh em ba crystal pack cực kỳ đẹp mà anh em có thể chơi trong mùa Halloween này. Và trước khi về video thì mình muốn giới thiệu cho anh em một shop bán ạc Minecraft đang bị cháy hàng. Đó chính là shop TS Hometown baby. Đây là một shop bán ạc Minecraft. Đương nhiên rồi. Và một điều đặc biệt hơn nữa, anh em hãy eBay cho bạn chủ shop này và ghi Chun IT như mình đã ghi trên màn hình đây. Và sẽ được giảm giá 5% cho mỗi đơn hàng. Nhưng chỉ giới hạn 10 người thôi nha, để xem ai sẽ là người may mắn nhất nào. Link shop chúng sẽ để dưới phần mô tả hoặc dưới phần bình luận. Anh em hãy vào và ủng hộ shop nha. Thank you anh em. Và chúng sẽ tách video ra thành nhiều phần để anh em có thể dễ tìm và lựa chọn pack hơn nha. Kia và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, một subscribe để chúng có thêm động lực làm nhiều video hay hơn như này nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi thì sẽ tìm hiểu pack đầu tiên nha anh em. Let's go. Ok, và pack đầu tiên của chúng ta ở đây có tên là Chip Found Halloween V2. Thì những cái pack này thì anh em có thể tìm cực kỳ dễ dàng ở trên mạng. Yes sir. Nhưng mà tại anh em lười như con trộm. Đây là chúng sẽ để lên cái phần mô tả. Ok, ta sẽ đi đến phần vũ khí trước đây. Đấy, thì cái tông màu chủ đạo của pack này là màu vàng, màu xanh lá cây, màu đỏ. Đây, thì anh em có thể thấy cái kiếm này tạo hình rất là mới lạ, ok. Tuyệt vời luôn. Đây, màu cam phù hợp với Halloween. Ở đây một cái thứ khá là đặc biệt, đó chính là một khẩu súng. Nó là cung đấy anh em. Ừ, thì anh em tự hỏi là nó có bùm bùm, nó có tiếng bắn súng không? Thì đây. Yeah, nó bình thường thôi. Oh, what the fuck? Này, tại sao nó lại... Từ từ, chú lấy cho. Ok, đây là sắt vàng. Yes sir. Đây, đây là Ender Pearl nào. Đâu mà nó chuyển động thì vãi cả lìn luôn. Đây là Fireball cơ này anh em. Sao nó lại có bí ngô này. Đây là sắt và vàng. Nhìn nó trông mà một giáp Halloween. Và đây là phần dụng cụ chúng ta. Má lắm mồm vãi. Là cái phần icon của chúng ta. Yes sir. Và đây bên khoáng sản của chúng ta. Kim cương thì sẽ thay bằng màu cam cho hợp phù hợp với Halloween. Cái sao này. Ok, anh có thấy hướng thuốc ở đây. Đây thì nó có một hình trái tim ở đây. Nó bay ra. Ngầu quá. Đây, đây là sky đêm của chúng ta, đây là sky sáng. Xem xét giữ. Và đây là sky đêm của chúng ta. Nó giống cái bách ngày xưa của Chun. Bách này ok, chúng ta sẽ vào gameplay nha anh em. Let's go. FBI open the door. Show me your dick. Bà thủ bắn tung luôn. Bắn tung quá. Oh my god. Wow. Con nhện này, con nhận Alan Cola. Hả? Nhìn cái cục sắt kiểu gì này. Ui ma, nhà mình đen xì luôn ạ. Mình là black. Mình là gray xong đen xì. Ui ông ơi, ông ơi, ông ơi. Cái thằng này cũng gà thôi. What okay, the okay. Fuck? Hai kill. Ui, ông nhìn quả kim cương này. My. Đi đi. Mình... Anh. Vứt ở nhà mình đi ông ơi. Từ nhà giờ ông sẽ dụ xuống. Ok. Ê, ok. Ôi chịu, ôi chịu. Sao bullet chưa đấy. Ông anh đang bắt tức chứ. Ăn mặt tốt. Rồi. Ok. Hả? Hai thằng luôn à? Hai thằng luôn. Ok. Không có. Có tin gì rồi. Thì được đúng ơi, lên cao. Đó đi. Anh chào, anh ta ấy. Rồi. Anh win 123. Ơ. Có thằng nó không hit được không ạ? Có thằng nó còn không hit được. Ui, nó còn bọc thêm nữa kìa. Ui vãi. Chun vứt kim cương ở đấy. Ui. Ô đâu rồi? Ơ. À đây. Anh bật tụi bùa nhớ. What the fuck. Rô một chắp đâu.
À lộn, để tôi lấy cái TNT về. Ui nó có cham mà ông. Tôi mà. Ôi, nó có sao à? Đâu, thấy đâu nãy còn thấy đâu. Đi gì đâu. Mình đưa đi lên, bảo mình đưa đi về, đi gì đâu. Yeah, in the combat. Ui. Ui. Nè súng luôn này, đủ mà. Ui. Auto click kìa. Ui, đánh kinh lắm, nó đánh kinh lắm. Cái gì ấy? Chạy đi ông. Đây tôi về nhà nó rồi, tôi về nhà nó. Ê. Để anh phải nhà nó. Nó là phải thằng liền. Oh my gosh. Ra ra tôi đi. Mất bé rồi nha, đừng có nhảy voi về nhà nữa. Một thằng ơi, tao bắn cung tiền ghê quá. Ông ơi đi ông ơi. Thằng này nhìn gà lắm ông ạ. Đâu. Chủ nhiệm viên này, chủ nhiệm viên đánh nó luôn này. Ý, bóng. Bóng. Không được. Này thằng nhà nó này. Úi. Rồi chủ diễn nhá. Ấy. Ok. Ấy. Chi. Let's go. Boom. Let's go. Nice. Ok, chưa gì một trận đầu thắng luôn à. Chơi back tiếp đi ông. Ok, và respect tiếp theo chúng ta có tên là Novice. Ở đây chúng ta đến là phần vũ khí thì cái quần quen. Tông màu của cái back này là màu đen tím anh em ạ. Yes sir. Phần item của chúng ta. Đủ má đen ngon luôn. Nó giống kiểu Netherite anh em. Ừ. Đây lửa chúng ta. Wow. Icon chúng ta. À mình thấy mà. Ok, đây là những cái thứ anh em có thể gặp trong badge vua anh em. Đây là Emerald nhá. Oh my. Giáp à. Yes sir. What the hell. Thì biết đâu anh em đi gặp thấy nó full giáp kim cương, anh em tưởng mà nó mặc Netherite chết. Đã nói rồi. Dancing Sky Day chứ sao. Sáng thì lại sky hoàng hôn thì là sky sáng không nào. Ok, đó là tổng sơ sơ với cái bách tiếp theo của chúng ta. Innova. Ủa rồi cái này nó giống bách của tôi vậy. Nhìn mà, sáng phết cái này nhái. Ui bách vừa nãy xeo thấy mật hơn. Ây đây. Nhưng mà cái chết đâu có. Nói chung là không thích. Tôi thích cái block của nó lắm, block hơi xấu nhá. Nhìn Halloween mà không? Nhìn nó mấy... Ây! Nó mấy ấy chứ. Muốn màu Halloween này. Ây! Win đầu luôn. Đu 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 đu. Ôi, chơi. Để Sion để kim cương vô trong của nhà mình. Má ông, tôi tưởng có thằng... Tôi tưởng có team nào đến. Bách này nhìn màu đen xì mù màu quá. Ờ bách này đen xì kinh nghiệm. Đúng màu kích của tôi lúc mới. Nhìn màu cực. Ok nè. À hay ấy. Ê nào giật kìa. Cái gì ấy. Bỏ thôi. Bùm. Ây. Chào mừng đơn giới đồng minh vô tận. Uầy. Ui tí cân hai. À, không cân hai được. Tắt like đi nhìn cho nó. Ở đấy. Ui. Ôi. Ôi. Này mới gọi Halloween chứ. Này mới gọi Halloween nhỉ. Ấy bủ mất một mặt nó. Là nó chết. Ngửi hay gì vậy? Gì đây? Mày làm gì đây? What the shit do you mean? Tôi sẽ đến nhà Green chơi. Qua đúng không? Ấy đi ăn đu. Tấn công. Attack. Tèo đèo. Mày chết. Tấn công. Ôi. Hôm qua nó sang nhà White rồi. Má nó ui cái gì đây? Ghê vậy. Game kill.
Từ từ mình cũng... Alo. Alo. Sao bị em? Hôm nay chùn rút dây. Bàn phím á. Ơ. Không nghe là con đâu. Ẩu vãi. Ok, bánh này okay, cho luôn. Anh cho qua luôn. Bánh khác không ơi? Ok, để kiểu... Ok, để cái bánh tiếp theo thì nó tên là Furious. Yes sir. Đến phần vũ khí. Oh my god. Kiếm vàng hả? Đi kiếm cái cung. Oh my god. Cái cung rồi. Và cung vãi thật. Nên đây là cái cần câu hả? Sao nhìn nó. Ok, vào đây là item của chúng ta. Oh my god. Nhìn địa ngục anh em nhỉ. Kim cường đúng rồi. Lửa này. Lửa bình thường này. Đời phải chính là vũ khí đây. Ok, vào đây thành icon chúng ta nha anh em. Wow, nó khá đặc biệt đấy. Bởi vì mấy cái yeah. Quá địa ngục anh em ạ. Nhìn này. Oh my shit. Đây là quả táo vàng à. Oh, đây là thanh gậy anh em ạ. Con nó có animation đấy. My god, đây là fireball nha anh em. Anh em muốn thấy nó bắn như thế nào thì đợi đến phần gameplay đi. My god, Nether Star. My god. Nhìn nó đẹp thế này cơ mà. Sao biến thành như này? Bài. Đây sky tối anh em ạ. Không nhìn thấy cái gì hết. Đây sky hoàng. My god. Đây là kiểu sky hoàng hôn. Đây sky sáng ta đây. Oh my. Nó liền vào trong cái cục đá này luôn. Ok, chúng sẽ vào phần gameplay nha anh em. Let's go. Furious. Như cái kiếm nhìn bay này có vẻ. Bay này có vẻ hơi bị nó thì nào không mặc quần này. Shit. Ai thật. Bay này tôi thấy nó cứ kinh kinh như kiểu địa ngục ấy. Mình nãy giờ toàn là grenade ấy nhỉ. Mới để ý ấy. Đen thật. Mấy cái lúc mà mình chuyển sang công cụ ấy nó ra cái hình chết chóc kìa. Nhưng mà cái lớp đấy là nó ở dưới luôn nha. Kiểu nó không bị chèn lên ấy. Nó ảo nhờ. Được phết. Được. Bác đi bác. Ê cẩn thận. Đùa ông làm cái gì. Thật ông làm cái gì. Mùa rồi. Ví dụ là butterfly click bằng tay này, block chút bằng tay kia. Nhìn như mấy thằng khách ấy. Sớm đi ông ơi. Nhìn cái cục kim cương nó quay này buồn cười ấy. Ê tui này nhìn này. Nó kiểu nó có gia tốc của nó á. Nhìn được vậy. Kim cương nhìn nó kiểu như kiểu cục than đấy không. Ui fireball này. Fireball này. Trời đất ơi. Holy shit. Nè chú tự đưa chú bắt đưa. Anh thử đi, xem nó kêu ra tiếng gì không. Bắt tấm đi. Nó cái rồi, nó cao quá. Xin đi đâu chú. Ê. Đi không chú này. Từ. Thì anh bị rượt đuổi cho từ. Cứ. Được. Chú. Vẫn còn giống. Không còn sống. Lâu lâu mình phải ấy cho nó. Nó không tưởng mình FK đó. Của Invit chờ, mua Invit chờ. Sáng với tao. Sáng lên. Mới rồi. Nên mày. Sao hôm nay. Đúng mặt rồi. Đấy là Ronaldo, bây giờ lại là Lema này. Đừng. Biết à, nó biết đấy. Cái này. Giờ chưa được đâu, đi tao nít lại đi. Đâu bâu. Oh shit, not good. Má Neymar chú. Chú lại sang nhà Blue. Blue cũng ngáo một bét. Ê. Thôi rồi. Thôi rồi chú ơi. Thách cả họ nhà mày đấy. Mày. Đi ông ơi. Ui. Một viên kia. Một viên em luôn. Nó thả. Nhoánh.
Ông có sành đi chắc không cần tôi đâu. Cần nữa đâu. Không giòn đâu. Giòn đấy. Ui, không giòn ơi, không giòn ơi. Ui, ui. Đúng quá. Die. Giòn rồi. Thành ba tô cơ. Ui. Cái này có vẻ là không giòn đấy. What did you say? Dạ, ủa. Mày là thằng bát tít nữa. Ui. Ấy. Người ta có cái gì đâu mà cứ như thế này. Ơ, đâu rồi? Cơ à? Nhà đâu rồi, nhà đâu rồi. Xong bên vàng xong rồi nhảy xong bên đấy. Bên này không có cầu. Này nó vừa đặt này. Mùi gì? Còn. Được. Còn. Sang đây. Tiếp tiếp đi 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 đồ đi đi đột 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 tiếp tiếp đi đi đột đột đi đi thắng 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 yes sir. Còn một thằng nữa kìa, một thằng nữa chúng sợ nhất thằng này chết chậm kiểu gì ấy. Ship đi nhỡ bị cái gì này chun tưởng phải bui có nhận em rồi nó sang red đúng rồi này anh nhớ lâu đi chứ rồi em là pơ đi mình nghe đâu quay là pơ ôi sao. Ôi sao nó có cả đống đồ rồi. Chạy vô nhanh đánh nó, đánh nó. Hết cứu. Vẫn được, vẫn được. Nó chưa có gì hết, nó chưa mua giáp thì cứ cương rồi. Let's go. Ui, mẹ. Cái đi ba. Không hiểu sao. Ôi sao. Tôi nghĩ mệt quá. Ok, thank you anh em xem lại nhá. Và tôi biết. Ok, chúng ta quay lại.